Bạn có biết giấc ngủ chiếm 1/3 thời gian mỗi ngày? Giấc ngủ có vai trò vô cùng quan trọng. Nó giúp hồi phục sức khỏe, dự trữ năng lượng, thúc đẩy sinh trưởng của cơ thể cũng như hệ thống thần kinh. Giấc ngủ có vai trò quan trọng là thế, tuy nhiên có không ít người lại bị mất ngủ. Vậy tại sao chúng ta lại mắc phải căn bệnh này? Đầu tiên là các yếu tố tác động bao gồm môi trường bị ảnh hưởng bởi ô nhiễm tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng, thường xuyên sử dụng các loại chất kích thích như rượu bia, thuốc lá, lạm dụng các loại thuốc, sử dụng các thiết bị điện tử hay áp lực căng thẳng trong công việc và các mối quan hệ. Tuy nhiên có tới 80% người bị mất ngủ do thiếu máu não, đây là nguyên nhân chính nhưng lại thường bị bỏ qua. Mặc dù não chỉ chiếm 2% trọng lượng cơ thể nhưng não được cung cấp 15% máu từ tim, tiêu thụ khoảng 20% tổng lượng oxy trong máu, sản sinh năng lượng cho các tế bào thần kinh hoạt động. Tuy nhiên khi cấu trúc tế bào thành mạch bị tổn thương dẫn đến sự hình thành và phát triển của các mảng xơ vữa và các cục huyết khối, quá trình này làm hẹp động mạch gây thiếu máu não, cản trở máu, oxy và chất dinh dưỡng đến não gây ra tình trạng mất ngủ. Người ta ước tính rằng có khoảng 30% người trưởng thành và 66% thanh thiếu niên bị mất ngủ thường xuyên. Việc mất ngủ có thể gây ra những tổn hại nghiêm trọng cho cơ thể. Khi chúng ta không ngủ được, việc học hỏi, trí nhớ, tâm lý và khả năng tư duy đều bị ảnh hưởng. Ngoài ra, mất ngủ thường xuyên có thể gây nên kích động trong tâm lý, hoa mắt chóng mặt, tăng huyết áp và thậm chí dẫn đến các bệnh tiểu đường, béo phì và đột quỵ. Nếu bạn có các biểu hiện dưới đây, chắc chắn bạn đang gặp phải tình trạng mất ngủ. Khó ngủ vào buổi tối, ngủ chập chờn, không sâu giấc, thường xuyên thức dậy lúc nửa đêm hay dậy từ rất sớm. Thiếu ngủ kéo dài gây mệt mỏi, suy nhược cơ thể, ảnh hưởng lớn đến chất lượng trong cuộc sống của bạn. Để có thể tạm biệt mất ngủ, bạn phải giải quyết hai vấn đề sau. Thứ nhất, tăng cường tuần hoàn máu oxy lên não. Thứ hai, thúc đẩy quá trình ngủ nhanh, tái tạo giấc ngủ ngon sâu. Hướng đến những mục tiêu đó, Bilora mang đến cho bạn bộ đôi thuốc dược thảo Bilo Sleep từ Mỹ với các thành phần từ thảo dược thiên nhiên. Thành phần từ dược thảo cho giấc ngủ ngon Sleep Relax. Các thành phần trong cây nữ lan hoa có tác dụng an thần, giúp dễ dàng đi vào giấc ngủ, giảm số lần thức giấc trong đêm, tăng số giờ ngủ ngon mà không mệt mỏi mỗi khi thức dậy. Thành phần từ cây hoa bia giúp hết chứng lo lắng, bồn chồn, mất ngủ, an thần, đặc biệt điều trị chứng mất ngủ kinh niên ở phụ nữ tiền mãn kinh. Bên cạnh đó, hoa bia còn được biết đến với những tác dụng khác như chống ung thư, chống oxy hóa hay bổ sung estrogen. Thành phần từ cây bán chi liên có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, làm dịu hệ thần kinh và dễ ngủ. Cây lạc tiên có tác dụng chống lo âu, giảm hưng phấn, dễ đi vào giấc ngủ và không bị thức giấc, điều trị căng thẳng thần kinh, suy nhược cơ thể, hồi hộp, ngủ hay mơ. Dược thảo tăng cường tuần hoàn máu não, Grecin Extract với các thành phần chiết xuất từ hạt nho như Polyphenol có tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ thành mạch máu, cải thiện lưu thông máu, chống căng thẳng, suy nhược thần kinh, giảm trí nhớ do tuổi tác. Orantocyanin giúp chống viêm, chống oxy hóa, ức chế giải phóng histamine và các triệu chứng dị ứng, tăng cường tuần hoàn máu đến các bộ phận của cơ thể, chống stress, ngăn chặn suy nhược thần kinh. Vitamin E là một trong những chất béo chống lại quá trình oxy hóa rất tốt, giúp làm chậm các quá trình gây tổn thương ở tế bào. Lavanoid có tác dụng ngăn chặn quá trình oxy hóa, bảo vệ cơ thể, ngăn ngừa xơ vữa động mạch, tai biến mạch máu não. Linoleic acid có tác dụng chống sự tích tụ mỡ máu ở tế bào, ngăn chặn bệnh béo phì, bệnh mỡ trong máu gây ảnh hưởng đến mạch máu. Chất lượng sản phẩm được quyết định bởi nguồn nguyên liệu chuẩn hóa an toàn từ thiên nhiên. Tập đoàn Intervector đã nghiên cứu vùng trồng dược liệu lớn nhất Canada. Những nguyên liệu được gieo trồng chăm sóc lựa chọn rất kỹ càng, ứng dụng công nghệ chiết xuất tiên tiến, dây chuyền sản xuất hiện đại đạt tiêu chuẩn chất lượng Mỹ và tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng đạt tiêu chuẩn FDA. Bộ đôi thuốc dược thảo Bilo Sleep 100% từ thảo dược được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ FDA cấp phép lưu hành. Hàng ngàn người bệnh trên toàn quốc tin dùng và hơn 95% trong số đó lấy lại giấc ngủ chỉ trong 30 ngày. Bilora cam kết bạn sẽ lấy lại giấc ngủ ngon chỉ sau một phác đồ với phác đồ điều trị như sau. Ở giai đoạn 1, mất ngủ từ 1 tới 2 tháng với những triệu chứng khó ngủ, trằn trọc, ngủ không sâu, sử dụng một liệu trình. Giai đoạn 2, mất ngủ dưới 1 năm, tình trạng mất ngủ thường xuyên, người mệt mỏi, sử dụng 2 liệu trình. Và giai đoạn 3, mất ngủ trên 1 năm, người mệt mỏi nhiều, phụ thuộc thuốc tê liều cao, sử dụng 3 liệu trình. Hãy để lại số điện thoại hoặc gọi ngay vào hotline của Bilora 0909105417 hoặc 0962158661 để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Hoặc bạn có thể truy cập website quendibenhmatngu.com, youtube.com/BiloSleepTV hoặc đến địa chỉ dược phẩm Bilora tại số 22 đường 34 phường An Phú, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh. Chúc bạn luôn vui khỏe. Cùng Bilo Sleep, bí quyết đong đầy giấc ngủ.